Lời tựa giới thiệu Kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Châu. Tôi dịch tập Dhammapada ra tiếng Việt để cúng dường Phật Đản 2513. 1969. Quyển Kinh Dhammapada thuộc tập Khruddaka Nikaya Tiểu Bộ Kinh, được xem như quyển Thánh Kinh trong Phật giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật giáo. Không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý Đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính Đức Phật thân thuyết. Và đọc những bài kệ này, chúng ta cảm thấy như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2000 năm gian lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này. Và ta cảm thấy không còn sợ trung gian của các vị tổ sư kết tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể kệ 5 chữ một để thật trung thành với nguyên văn, và quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi đã dịch hết sức sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể xem không thêm không bớt một chữ Pali. Chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng đến mức tối đa, vì đây là thể kệ chứ không phải là thể thơ, nên không có thi hóa trong bản dịch của tôi. Dịch tập Dhammapada này ra thể kệ, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện, mong sao những lời dạy này của Đức Phật sẽ soi sáng dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. Và ở trong một thời đại đầy máu lửa đau thương nước mắt, đầy những phân hóa hỗn tạp, hận thù, láo khoét, những lời dạy này của Đức Phật xoa dịu một phần nào cho tâm tư đã quá căng thẳng hay buồn nản của con người Việt Nam, làm con người Phật tử trở lại con người Phật tử. Vạn hạnh ngày Phật Đản 2513 1969. Tỳ kheo Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh.